Một xíu nữa sẽ quay qua để ta thấy cái khuôn mặt thân thương của hai nhạc sĩ. Đây, nhạc sĩ Hoàng Phúc, Đờn Guitar, nhạc sĩ Quang Khải, Đờn Kìm. Và đây, nghệ sĩ là Tuấn Châu của Cổ Nhạc Phương Nam. Qua đây là cô chị Ngọc Đáng. Và bên đây là Linh Tâm. Nam nghệ sĩ trẻ Kim Tiểu Long và nghệ sĩ trẻ dễ thương Philip Nam. Còn thiếu một em. Đợi xíu xin người đó sẽ xuất hiện. Lời đầu tiên thì Phương Thủy đại diện cho các con ở Cải Lương Tôi Yêu. Tụi nó hay gọi đây là mẹ bầu nhưng thật ra không phải bầu nha. Cỡ này không phải bầu nữa đâu. Chỉ ham hát thôi. Thì hôm nay là cái live stream này thì giống như mình là một mà buổi chia tay sau trời mưa bão ầm ì nè, giống như là nó bị ảnh hưởng bão. Nhưng mà có lẽ hôm qua cái tuần hát khóc nhiều quá đó. Ra trời đổ mưa. Trời buồn, trời đổ cơn mưa. Mà vấn đề là Thủy sẽ xin cảm ơn tất cả những gì Mạnh Thường Quân đã tài trợ cho chương trình của Cải Lương Tôi Yêu ở Atlanta lần thứ 3. Đó là tiệm người đẹp, gửi hàng của Cẩm Tú, rồi Super Phở, rồi VSM1040 Đài Việt Sống, rồi Simply Production, Phở King. Cảm ơn Trang Quỳnh của Nail Talk nè, rồi của Yến Phương Việt Kitchen nè. Rồi cảm ơn Suga đã giới thiệu hai vị Mạnh Thường Quân trẻ tuổi mà hy vọng sẽ có ngày nào đó mình gặp mặt cùng với Thoại Mỹ và mọi người ở đây sẽ đi gặp mặt để cảm ơn đã tặng cho, sau khi coi chương trình Cải Lương Tôi Yêu 3 thì đã có lòng hảo tâm tặng lại toàn bộ số tiền 10.000 đồng cho tất cả anh chị em nghệ sĩ sáng ở đây. Sẵn đây thì nói luôn chứ để quên là anh Philip Nam và chị Cẩm Thu cũng có nhã ý tặng lại cái phần quà của mình cho Âm Thanh Ánh Sáng cùng các anh nhạc sĩ, để mình giống như mình trang hòa tình cảm với nhau. Thì Thanh Thanh Tâm nghe vậy, Thanh Thanh Tâm nói thôi hùng với anh Philip Nam 100, nói anh Philip Nam có 100 mà uống cà phê. Mình nói thôi chuyện đó mình tính sau nha, giờ đâu đó để đó. Có 100 để dành nhậu giống vậy nha. Nói chung là mà rồi hôm nay sáng nay thì mình được chị Yến Nhi, mẹ của Phương Việt Kitchen đã ra là đãi cho anh em một chầu ăn. Mặc dầu là nói chung là trời mưa bão nhưng mà vẫn mình cũng ăn uống đàng hoàng. Chỉ có là Linh Tâm không biết làm sao mà làm đổ ly cà phê mình pha thiệt là ngon vậy đó, thiệt là buồn vậy đó. Ra mình xin cảm ơn nha. Ai đổ nước? Linh Tâm đổ nước bữa nay nhiều quá. Rồi vô ăn ngồi uống ngồi buổi trưa gì hết. Đổ nước nữa thì chắc hết. Hôm nay tất cả anh em mình ở đây là một cái cuộc gọi là phải là ăn mừng cho cái xuất diễn thành công gọi là ngoài mức mong đợi luôn. Ngoài mức mong đợi luôn. Nó quá thành công. Mình tưởng đâu tới giảng tuồng là hết thành công rồi. Nhưng mà sau khi giảng tuồng rồi thì lại được 10.000 đô la. Trời ơi, nó đã thành công ngoài ý muốn luôn. Ăn ngoài ý muốn. Rồi được ăn miễn phí nè. Đã vậy ăn xong còn được lì xì nữa. Lì xì nữa đó nha. Wow. Đó. Cảm ơn nhiều quá. Cảm ơn chị Yến Nhi rất là nhiều. Và quan trọng nhất một điều, tất cả những điều đó xảy ra là do tôi hết. Trong căn phòng này cái ngày mà thu băng tôi là người làm đổ cà phê. Tốt. Tập tuồng đúng không? Sáng nay bước xuống xe tôi làm đổ cà phê tiếp. Mấy tôi đổ nào cà phê là có tiền. Mọi người thấy tôi đổ nhiều là tốt lắm. Pha thì mượn chục ly cà phê đi. Đổ vậy cho tụi em nhờ là bởi vì được 100 ngàn đô. 10 lần được 100 ngàn. Hay vậy ta? Hay vậy? Lát nữa em xuống em pha cho anh 5 ly nữa. Pha đi anh đổ. Nhưng mà phải nói là cái vở tuồng ngày hôm qua mà thành công á thì phải nói là cảm ơn Linh Tâm rất là nhiều. Linh Tâm là cái người cứu cho cái vở tuồng ngày hôm qua. Đúng không? Linh Tâm. Ngày hôm qua chị thấy em là người cứu cho vở tuồng hôm qua. Em tự thấy sao? Em cứu à? Em cứu à? Em quá nhất là câu mà ca ghi vàng ba chú thúi á. Mở rồi. Không mở tôi nói vẫn nghe. Dạ tôi vẫn ăn âm thanh mà. Tôi ăn điện. Nó sẽ ngồi đây thì Philip Nam cũng trước nhất thì thay mặt cho ban Cổ Nhạc Phương Nam đến từ California cũng lần này đến đây để đồng hành với lại Cải Lương Tôi Yêu để góp một phần vào cái việc mà cúng tổ ngày hôm qua. Và sau đó thì ban Cổ Nhạc Phương Nam cũng như là tất cả các anh em nghệ sĩ đây cũng như là Philip Nam với Cẩm Thu gửi một lời cảm ơn chân thành nhất đến quý khán thính giả, khán giả thân thương ngày hôm qua đã bỏ thời gian dù trời mưa gió cũng đến đông đủ xem cho đến hết cải lương rồi cũng chưa có chịu đi về, cũng còn ở lại để ngồi xem, và đặc biệt nhất là những người thương và
yêu và mến, và cũng như là tặng hiện kim cho cổ nhà, cho Cải Lương Tôi Yêu. Mong một ngày đẹp trời nào đó thì Cải Lương Tôi Yêu sẽ tổ chức nữa, và mong quý vị cũng đồng hành, cũng như quý vị cũng ủng hộ, cũng như là đến. Và đẹp lắm chứ, trời lúc nào đẹp không? Vâng. Trời có mưa cũng phải đến chứ đâu phải cần ngày đẹp trời. Trời ngày nào đẹp mà. Nói tóm lại là cảm ơn rất là nhiều. Khán giả sáng là rầm nhỏ đi ăn. Giọng ăn điện quá, để xa quá. Ăn cho nên là gặp tất cả các cô chú hôm qua đã từng xem Cải Lương Tôi Yêu. Nói là lâu lắm rồi, hai mươi mấy năm nay rồi mới ngồi được cái cảm giác là giống như ở Việt Nam đang xem trọn vẹn vở tuồng Cải Lương, mà mình được trở lại cái thời mà được xem Cải Lương giống như là cái thời thơ ấu của quý vị khán giả vậy đó. Nó là mong rằng là tất cả chị em, chị em nghệ sĩ là mình nên cố gắng, mình có những tuồng như thế này có thể là một năm hay một năm làm một hai vở gì đó. Họ nói là từ từ cái chương trình mình rất là thành công, một lần 10.000 đấy, anh giới thiệu luôn chương trình thứ 10 rồi. À. Bây giờ mới thứ ba phải không? Một năm mình làm một lần nữa. Thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy là tới thứ 10 luôn. Mình chặn đầu trước 10 năm ha. Rồi sau đó nếu mà cho 10.000 nữa mình làm tiếp nữa. Nhưng mà nói tới nói lui cũng không quên giới thiệu cảm ơn nữ nghệ sĩ Phương Hồng Thủy và Phu Quân tiếp đãi ân cần tất cả những anh em nghệ sĩ từ phương xa đến đây, rồi họp mặt, rồi lo lắng trong những ngày qua tập tuồng cũng như đến rạp để hát. Và đến trước khi về cũng còn có một buổi live stream rất là tuyệt vời. Mong tất cả quý vị ái mộ và càng ái mộ thêm với cái channel của Phương Hồng Thủy, để Phương Hồng Thủy có nhiều sức lực mạnh khỏe để tiếp tục tổ chức thêm, để mời chúng anh em chúng ta đến đây nữa. Phải nói là cảm ơn Phương Hồng Thủy là 9 thì phải cảm ơn cái người kế bên Phương Hồng Thủy là 10. Tại vì Phương Hồng Thủy nói là Phương Hồng Thủy làm để hát, được hát. Còn cái người kia không có được hát gì hết mà sai chạy của cờ. Cái ấm cúng của tất cả anh chị nghệ sĩ của mình á, được ở chung một mái nhà. Cái mà ở chung được mái nhà tại bởi vì ở bên đây mà đất nước mà của Mỹ mà mình đâu phải mình gom là nghệ sĩ mà được như thế này đâu. Không bao giờ có, như mỗi người mỗi một công việc, nhưng mà hôm nay mình ở chung một mái nhà như thế này, đó là cái hạnh phúc nhất cuộc đời của anh chị em của mình hiện tại. Chương trình này thì mình kéo dài bao lâu vậy? Em muốn bao nhiêu lâu? À, một tiếng hả? Nãy giờ bao nhiêu rồi? Mới xíu không? Tôi chào rất là cảm ơn ba cháu là ba đứa ban tổ chức. Ban tổ chức Hồng Dân, Bảo Châu cùng với lại Đăng Nhồ Lê, tức là ba đứa con của Phương Hồng Thủy. Các cháu rất là nông nổ trong năng động. Cậu kể đi, văn mới mà, văn 21 đó vậy đó, văn 21. Cảm ơn các cháu rất là nhiều, từ cách ăn ở, lo cho tất cả anh không lo ăn lo ở, và cảm ơn mấy cháu rất là nhiều. Có đứng trước mặt. Lần nữa tôi chào rất là cảm ơn. Mong mỗi năm mình sẽ có một lần hoặc hai lần cái chương trình. Cảm ơn rất là nhiều. Đây cháu Châu, cháu Bảo Châu, Hồng Dân ơi. Rồi trong khi chờ đợi thì anh Tâm nói tiếp đi. Nói gì vậy? Phải nói thế này trước khi đi qua đây á, là chị có nói với Bảo Châu, chị có nói với Phương Hồng Thủy là Tuấn Châu và Linh Tâm sẽ sang qua đây là ngày 15. Chị sẽ theo Philip Nam đi Cẩm Thu đi qua đây ngày 17. Thì ngày 17 ở sang qua tới đây liền là mình phải live stream liền cho khán giả thấy. Là trước đó mấy đứa chị có rồi. Phải cho thấy mặt Kim Tiểu Long, Ngọc Quyền, Thanh Tâm, Tuấn Châu là những gương mặt mới, mới lắm. Mới rất mới với khán giả Atlanta. Dạ, trong chương trình Cải Lương Tôi Yêu Ba. Thì phải nói là thương quá các bạn lại bu vô để tập tuồng nha. Tập quá tập luôn, mà tập luôn tới Linh Tâm là muốn khang tiếng luôn. Chị phải nói em là người cứu cái kịch bản gì rồi, chị phải công nhận. Cho chị biết chai này là chai thứ 8 của em rồi. Đó vậy. Thứ 8 rồi. Em đã cào ruột. Nhưng mà anh uống cái này anh chịu. Đó. Phải nói là các bạn đi sang qua đây là quảng cáo luôn Tâm ơi. Không bán. Cái chai tôi lột vỏ trơn là hiểu rồi, không quảng cáo.
Và nói thế này là khi ra đây á, mình cứ sợ là mình không có được live stream để đưa gương mặt, những gương mặt đẹp này lên cho khán giả thấy, thì khán giả lại không tin. Không tin là trong cải lương Tôi Yêu Ba lần này là có những gương mặt này không. Nhưng mà không ngờ cái tình cảm khán giả quá đặt niềm tin vào các cháu Bảo Châu rồi Hồng Vân rồi Đạt nè. Phải nói là mua vé tới ngày hôm qua chị nhìn ở trong cái khán phòng, chị không có đoán được cái đó là bao nhiêu bàn, chị không có hiểu. Chị thấy người ta đông là chị thấy vui rồi. Và nhất là mẹ của Đạt chạy, trời chị ơi em nay em mừng quá, em sợ mấy đứa nhỏ nó lộ lắm, em sợ lắm luôn. Tôi nói vậy là được phải không cưng? Là trời được, em thấy khán giả đông vậy là em mừng lắm, được. Và không ngờ là khán giả lại ngồi xem đến hết vở Tấm Lòng Của Biển, khán giả lại khóc, thương khóc cho cái thân phận của Phương Hồng Thủy. Mà thương thật, Phương Hồng Thủy đứng như vậy tôi có nhìn, tôi cảm nhận đó là chị Bạch Lan. Và giống y hệt luôn chứ không có phải là Phương Hồng Thủy nữa. Và rồi sau đó má nhập á. Ai? Má Lan. Đó, má Lan nhập. Mọi người không có để ý à, mặc đồ những bộ trang phục của cho Út mà, của chị Út mà. Bà ba của má Út. Đúng rồi, má ăn của chị Út đó. Dạ. Ông gặp, dạ. Mới gặp được cái má dạ. Ra, rồi tới cuối là Philip Nam nói chung là mặc áo người nào là hiện hình người đó. Có hiện hình đâu lâu rồi thôi. Đó, đó. Hồi không, hồi hôm là Tuấn Châu mặc áo chí tài quá. Trời. Vậy là nhiều nhân vật quá cố xuất hiện trong chương trình mình quá. Bây giờ mình hát bài đi chứ. À hát đi. Bây giờ hát phải không? Vậy là cảm ơn cái tình cảm của quý khán thính giả đã đến với chương trình Cải Lương Tôi Yêu Ba ngày hôm qua rất nhiều. Và các Mạnh Thường Quân đã có lòng hảo tâm thương tặng một cái món quà cho nghệ sĩ. Đó là một cái niềm khích lệ rất nhiều. Rất cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Này. Bây giờ sao? Ca đúng không? Không, không. Bây giờ để cho mẹ của ba đứa cháu hát vô đi, rồi bây giờ mình hát liên khúc nha. Mẹ, cái chuyện vô mình cứ xin nhanh khúc làm hát một người. Em với Thu câu một lá trầu xanh đi ha, cho dễ nhớ nè. Chứ thiệt ra quên á, chị Thu ngâm trước đi ha. Rồi câu hai là ai nè? Khoan. Cho tôi ý kiến một chút. Ok. Tôi nghĩ là trong khung hình này, trong khung hình cái buổi mà live stream của mình á, mọi người đều có mặt, nhưng mà đặc biệt hai anh cha đờn không có mặt. Tôi đề nghị cái dàn camera đó làm sao lia nhẹ nhàng qua cho thấy mặt hai anh em nhạc sĩ của tôi đó. Và đây danh cầm Hoàng Phúc, con nuôi của nghệ sĩ Văn Hường đó. Thấy chưa vào bên đây, đây là Quang Khải, anh Quang Khải đờn kiềm, một tay đờn nổi tiếng ở vùng Atlanta này. Anh định cư ở đây phải không ạ? Vâng. Quý vị có đám cưới đám hỏi đám gì đó nhớ mời anh này. Rồi hết. Đừng lo, không cần lo phải không? Từ lâu con mình nghệ sĩ của nghệ con biết này nè. Lúc này mới chọn nghệ. Thương nhau cao bồ lan
hát luôn này, sức người được nè. Mây đình ơi em đừng nói thêm lời nào nữa cả. Đầy đủ lắm rồi ý nghĩa cuộc thương ngộ quá đau thương. Thằng mặt tử chỉ là phúc danh mà người đời có thể bỏ quên khi buồn vỡ đã cả. Khi anh không còn tâm huyết ca tụng những vần chân gian, khi anh đã là phế nhân dời kiếm sống tận miền. Bất diệt là cái tên Nguyễn Trọng Trí của anh, cái tên mà anh đã bỏ quên đêm đêm vào hồn chân cất nhớ. Ngày xưa em đợi em chờ, thật sự bây giờ anh nói tiếng đời thiếu linh gạo chờ nước sông, chị em chúng ta đã từng ăn quan ngủ đình. Có lắm khi ta phải chan cơm bằng nước mắt, nhưng phải căng vào để theo đuổi nghiệp cầm ca. Bạn trên sân khấu của tôi thì giờ đây có kẻ mất người còn. Những vở diễn ngày xưa một thời gian bóng, nhưng nay bạn diễn đâu rồi? Ôi những người nghệ sĩ tài hoa, mấy tiếng chim kêu lạc loài chẳng hồn tiếng của bạn diễn năm nào. Chị Bạch Mai, anh Khải Hoàng, Lương Tuấn, anh chị đã nằm yên vô lòng đất lành muôn đời. Muôn thầm hai tay trở về các vui chấp chấm của mấy người còn nhớ còn tôi bây giờ đi qua tuổi thanh xuân, nửa cái phấn son thăng trầm mấy lượt, nửa cái phấn son và nửa đời vinh nhục phải trả ơn dâu cho trọn tiếc con tầm. Ba ơi, ba đừng có lạnh con vợ của ngon. Ba ơi, ngon nghĩ cái tình nghĩa vợ chồng nó không còn cái nghĩa lý gì nè. Ông trời ông xe duyên chồng về, mà ông trời còn bắt mày nghèo lên con vợ nó bỏ ly. Ai kiểu mày nghèo mà mày ham cưới vợ làm chi, để mang khổ rồi mong mình mày gánh chịu. Bài học hôm nay lo cho ngọ biết, thôi ngọ ly về, ngọ chúc lý ý lại hạnh phúc nhiều hạnh phúc, ngọ trở về cua băng nuôi mấy ly con. Lý khỏi lo cho ngọ với con lành, ông trời cho ngọ sống sót thì ngọ lui con cho lành.
quanh. Cô đã đặt tôi đôi chiếu bông dài hai thước, có lẽ để đêm tôi ở chốn ngôn phòng. Hôm nay cô đã quên tôi để tất bước theo chồng. Cô ơi đôi chiều này tự tay tôi dệt lấy, tôi đã lựa từng trong lát sợi dây. Nhưng khi tôi mang về đến nơi thì trời ơi cô đã rời bỏ quê nhà sang qua xứ. Trong giường xưa với nỗi buồn hang mát, còn đôi chiếu này tôi biết tặng cho ai. Thôi đồng ra. Thưa bà, đó là con đường cuối cùng. Và tôi đang đi xa cuộc đùa vui của ta còn kéo dài thêm nữa. Nhưng ta đồng tâm trước xa chơ của thuyền quyên. Nếu sắp tâm đêm mãn mãn gửi cửa thì ta sẽ để cho nàng quay nguyên. Sáng giường qua trầu hoàng nắng đôi vai như cánh nặng hoài muôn vàng kỳ. Bố ơi, lặng trời, anh cổ em rồi em hỏi tình anh.